đèn này nó hơi sáng quá. Mới vô thăm cái cần này dính được con nè anh em ơi. Đầu của ếch nó bự nè anh em ơi. Đây đây quay cho anh em coi nè. Bữa nay mình không có đem cái đèn chở sáng theo. Đầu bộ của ếch này ơi. Ui ui. Đau. Chưa hết nữa chưa. 10 con về là ngon á. Trời ơi cảm ơn không giáp luôn cả nhà. Ếch nè. Hoàng nha. Trời ơi giỡn gì. Ghê lắm, nó mạnh lắm á. Vô tay của Đại Lâm Mộc rồi. Đường nào mà xảy à, chất lượng. Con này phải 4 lạng. To quá anh em ơi. Con ếch này mà nhai nổi mới là lạ. Đó, vô lòng đi. Đó à, tông ghê lắm nha. Dạ. Rồi giờ để mình chỏ màu lên nha cả nhà. Cần đầu tiên nha. Mang chuột nó cắn được hơn mấy lữ ấy. Dính thứ dữ nè cả nhà ơi. Nè anh em nhìn nè. Trời wow. Dán nước nha cả nhà. Cái bài mồi này cắm hay dính rắn dữ lắm luôn. Để mình mở nó ra. Xíu à. Dán nước. Mày đừng có dãy coi. Chỗ chạy chạy này mới là nguy hiểm. Thì đó. Thả ha. Ừ, thả. Phủ sinh đi. Bỏ ngay không ăn nữa nghe mày. Rồi để mình sửa màu đây cả nhà ơi. Gần tới gặp nó gung vinh nè cả nhà ơi. Tàu ôi sư phụ ơi sư phụ. Có. Chà bá lửa luôn. Chà bá sư phụ mở luôn ha. À. Được rồi. Cho sư phụ mở cái danh sướng tay sư phụ ơi. Đây sư phụ lội nãy giờ chưa đụng tới con ếch buồn. Bị chuột nó cắn. Ồ, quá trời cả nhà. Cứng dữ ha. Móc qua đầu mà cứng dữ vậy. Móc vô cái hàm nó. Xong ra ta. Được không? Được không mở cho. Quá. Đổi tay xuống. À, cái này móc vô thôi rồi luôn. Nè, nhẹ nhàng cái ra nè. Đó, thấy chưa? Phải có bùa. Tàu wow. Hai con này đủ nhà ăn đấy sư phụ. Đúng rồi. Nhà mà hai vợ chồng với đứa con là hai con này. Đủ rồi ha. Nhà cũng nhìn nè. Hai con ếch mà nó bự nè. Rồi sửa màu đi nha anh em. Đầu bên đây có con cừng. Sư phụ đi vòng bên đó đi, cho tôi dẫn đi. Câu lậu bên đây. Bên đây có con cừng cả nhà ơi, mà không biết là tình hình cừng này nó sao. Cái gì vậy? Sư phụ ơi, sư phụ ơi. Sư phụ ơi. Trời ơi. Trời ơi, cả nhà ơi, cả nhà con ếch nè. Nè đợi cho sư phụ qua câu đi. Giờ hãy cầm vô. Con ơi. Trời ơi. Con bự hay con trong đây nữa. Trời ơi, con ếch nè cả nhà ơi. Già luôn á, ếch ếch già luôn á. Ở đây là ếch gì không nha anh em? Khủng khiếp. Con lại con gặp cỏ nó cũng khử hết trơn, nó gồi rồi. Trời ơi. Hết cỏ đó không á. Hết mà trời. Đó là cho có 4 lạng hơn á. Không thể tin nổi. Cắm bài mồi quỷ diệt luôn anh em. Ở đây, ở bên đây mà mình cắm cái mồi như ở miền Tây là không bao giờ dính. Ếch già nó khôn lắm. Thất bại biết bao nhiêu lần rồi nè. Mài mồi được cái bài mồi này cũng dữ ạ. Rồi nhét nó thử luôn. Nhét cỏ nhét vô đi. Chảy nha. Giỏi gì trời ơi. Vô tay của con rồi xảy được nào nha phụ ơi. Nó mạnh lắm á. Không phải giỡn đâu. Nhét đi vô nữa. Vô rồi còn cái này là chưa vô. Này là cái phổi nữa. Đó. Thôi ôi anh em ơi. Hết rồi. Chất lượng. Rồi. Ba con này chắc cỡ ký mốt ký hai. Rồi đó. Với mấy cần nữa nha cả nhà mà dính cỡ đó rồi đó.
Đi xuống gần tới nghe nó nhảy rồi cả nhà ơi, không biết có dính hay không nha anh em. Đứng trên bờ là nghe nó nhảy rồi đó. Đừng nó không dính nha trời. Trời ơi, sư phụ ơi. Vô con quái quật nữa rồi. Sư phụ nhìn kìa. Trời má ơi. Con đứng trên bờ con đã nghe rồi. Đã ơi. Anh em thấy cắm cái mồi lương không? Không giờ hết mồi. Trời ơi con ếch này cả nhà ơi. Chất lượng. Chất lượng, chất lượng. Con đứng trên bờ con đã nghe nó nhảy rồi. Nghe nó phạch 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 phạch. Sống 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 phạch phạch phạch. Bữa nay là mình dính thằng bự không á. Trời ơi trời. Cuối mùa. Phải khoan vô để con tròm vô cái đó. Đây nha cả nhà. Trời ơi. Rồi. Ủa nãy con đâu có cặp cái lon đúng không? Ờ chết mày. Khỏi luôn còn mồi. Còn mồi không biết nó có mùi không? Có chứ. Cái mùi lương nó tanh. Tanh tanh là nó dứt kìa. Rồi sáng ra đây lụm con nữa nha anh em. Trời ơi nhìn nè. Chất lượng chất lượng. Cứ ao lụm con hai con là khu bên đây là ếch ếch mà nó bự lắm đây nha. Nè nhìn nè. Mới có 4 con mà nó nằm ở lòng nè. Nghe chưa. Cái khu mới nha anh em. Rồi khu mới mà chịu ở đây có cầm mà. Không phải đây kìa. Đây. Nó ghét mấy con bò địch này anh em thấy không? Nó cứ bu 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 lên. Trời bạc đi. Đầu cái này mà nó cầm hai cực nè. Để quay hết cho cả nhà xem coi là hai cực này có dính hay không. Ủa đây đâu rồi ta, có dấu mà kỳ vậy, cái bãi mình cắm đây nè, dấu chuột hay dấu ếch nên nó kéo đâu có tiêu rồi ta. Ủa không phải à, nó nhổ cần để mất tiêu luôn rồi anh em ơi. Có đây à, có dấu lên nè. Rồi để lát có dính thì mình mở mình quay cho cả nhà xem nha. Anh em nhìn kìa. Vô con Hugo Lina nữa rồi. Đó. Cảm giác anh em thấy sao? Anh em thấy cảm giác thế nào? Nhìn con ếch nè. Trời ơi. Cả nhà ơi. Nãy giờ là không có con nào nhỏ nha cả nhà. Dùng ở đây là cái dùng núi anh em thấy đá không nè. Xa xa nó có cái ao vậy đó. Trời ơi con ếch nè, vô gần tới nghe nó nhảy rồi. Quá khứ con ếch nó bự luôn anh em, thích lắm. Ở đây là cấm gì đó, không có ếch nhỏ, dính ếch bự mở nó khó lắm nha cả nhà, hơi lâu mọi người thông cảm nha. Trời ơi, con ếch nó già. Rồi để mình sửa màu lại nha cả nhà. Anh em ơi, cứ quay cho anh em coi hoài cho nó thích. Nhìn nè. Rồi, sửa màu lại đặt tiếp cả nhà ơi. Sáng mai còn chập nữa. Bên đây hình như dính nữa anh em ơi. Mình nhớ là mãi mãi ở đây có cặp một cần. Mà đi gần tới nó nhảy quá trời rồi. Không ta, đúng rồi. Trời ơi ông mèn ơi, ông mèn ơi, nó núp nè cả nhà nhìn nè, nó núp mẹ anh em ơi. Quá trời rồi sư phụ ơi, quá trời quá đất rồi, sư phụ đang ngồi bên kia. Chỉnh cái máy lại cho nó ngay ngắn được ơi.
khó mở quá trời luôn. Cũng dữ lắm nè mọi người. Nè mà kèm theo mình làm nó cũng khó nữa. Mấy con ếch bự cái hàm của nó lớn, nó nuốt một cái là lút vô luôn. Cái hàm nó cứng như sắt vậy. Lúc cái lưỡi vô cái là không nhúc nhích được. Phải có kinh nghiệm dữ lắm mới gỡ ra được. Nãy đưa cho sư phụ mở con, sư phụ mở không được luôn. Này, cái nhà chưa? Mở được hết mở được. Trời ơi. Trời ơi. Nó để mình chổi màu lên nha cả nhà. Bờ bên đây còn 2 cần nữa anh em ơi. Cái ao này cầm 3 cần mà dính 2 con rồi. Cần này sao? Còn mồi. Cần này còn mồi. Cần này sáng chín chứ đâu. Ngay chỗ nước chảy này chạy đâu cho thoát. Rồi. Đây. Bây giờ mình quay cái cần cuối cùng của cái ao này cho cả nhà xem luôn. Hy vọng cái cần cuối này có hàng nha. Hy vọng cần cuối này sẽ được một con. Rồi sư phụ đi à. Sư phụ thăm rồi không biết có gì không. Đây cần cuối đây phải không. Dạ. Dính luôn rồi sư phụ ơi. Sao mà không dính được. Để nhóc cả. Lót cái đầu lên kỳ. Bên kia dính 2 con bự dữ lắm sư phụ. Hả? Con này cũng có nhỏ đâu. Con này cũng bự nè. Có nhỏ đâu rồi ơi. Chất lượng luôn. Không có con nào nhỏ hết. Đã. Chuột có phá hết cần. Dính được 3 con. Phá hết cần luôn. Dạ. Nặng luôn rồi đó. Trời ơi, có con nào nhỏ đâu. Chất lượng, chất lượng. Cứng quá. Này đi. Đem kèm theo mở cũng không được, mình phải mở tay thôi. Ừ. Nó nuốt lút vô trong gì kèm kẹp làm sao. Rất là khó mở hả? Khó mở tại cái hàm nó bự quá. Cái câu lưỡi câu ngó này khó mở lắm. Dạ. Mấy loại kia là ít bự xẻ hết. Chỉ có chơi câu này thôi. Mình mở không ra mà sao mình giải mình xảy được khó. Không được nào xảy nổi cái lưỡi này. Này giờ lấy cây kèm mình bẻ mình chỉnh cho nó hơi niễn hơi chút. Nó sóc sâu lắm. Rồi thả thả lại. Trời ơi. Thăm nó có mấy cần này cả nhà ơi. Anh em đỡ gì? Đã nói anh em cứ ngắt hết trơn, ngắt cái lọc rồi nè. Hơn mấy cần rồi. Rồi tiếp tục cuộc hành trình nha cả nhà. Còn nữa chưa. Ao mình có cầm 3 cần cả nhà. Cái ao này cũng hy vọng nữa. Hy vọng cái cần đậu luôn nè. Cả nhà ơi, 2 cần này dính 2 con này ở dưới đây mình cắm 3 cần. Có 1 cần hết màu. Còn 2 cần này là mình ở xa mình dọn mình gặp nó dính rồi. Trời ơi con ếch bự lắm sư phụ ơi. Nó nhảy không nổi luôn rồi. Trời ơi. Bự nhất bầy luôn. Thằng kia nó nhảy đâu có nổi. Dạ. Đây nè cả nhà ơi. Con ếch này gì. Trời ơi.
nó bự nè. Cảm thấy con ếch mà mình muốn bị ép tim á anh em. Mệt. Nó bự quá nhìn. Còn đằng kia con nữa kìa. Hai cận dính hai con liên tiếp luôn. Trời ơi. Nó dính chứ. Dính toàn là ếch già không nha cả nhà. Ếch bự nó dính móc. Khó gỡ dữ lắm. Đừng có nói tới cái đầu bự của nó. Sư phụ sợ nó nhảy bung lòng vô phụ chơi thêm cộng với kẽm nữa nè. Nhảy gì bung nổi. Nó bung gì nổi. Rồi để mình sửa màu lại nha cả nhà. Cái cần ở đằng kia mà nãy mà nó không có hết màu là dính này. Nó còn cái hơi mà con ếch lên nó ngọt ngay cần câu luôn. Rồi để mình sửa màu lại mình làm quay cái con đằng kia cho cả nhà coi là nó bự không nha. Xa quá nhìn không thấy rõ. Đây nè cả nhà ơi, quá xa mấy cái hồ này cá. Cái này mình chỉ cầm thử nghiệm thôi cho nên là mình cầm thưa lắm. Cái ao mình cầm chừng 3 cần 4 cần à. Mà nó dính liền cái hết. Đâu rồi ta? Đây, trời ơi. Siêu to khổng lồ luôn anh em ơi. Trời ơi. Con này nó còn khủng khiếp như mấy con kia luôn anh em ơi. Khủng khiếp hơn luôn. Chứ không có như đâu đây nè. Cái nhà nhìn nè. Cầm sao mà giáp nổi. Trời ơi. Con ếch nè cả nhà ơi, 4. Con này phải nửa kg. Trời ơi. Con này phải nửa ký. Nhìn nè. Nửa ký, con này nửa ký chắc luôn cả nhà. Bảo đảm luôn. Con này nó phì cái bụng như là cầm không giáp luôn nè. Sứ gì chịu nổi anh em ơi. Nãy giờ là nó dính liền cần luôn á cả nhà. Vô khu nào nó cũng dính lia lịa hết trơn. Trời ơi. Có sư phụ đây cho sư phụ coi con ếch này. Cho sư phụ la trời quá. Thôi giờ cho coi là cái clip mà sư phụ. Không coi được cảnh này, giờ coi clip cho nó rỡ ghiền. Vô đi. Đè cái lòng luôn rồi. Rồi để mình sửa một lại cái nhà ơi. Sáng bắt chập nữa. Thôi, anh em nhìn ếch trên này là nó ăn trùng rồi anh em nè. Ăn trùng nè. Xong nó vô nó ăn thêm cái cục mồi của mình nữa. Nó mới dãy hồi là nó ối con trùng vậy luôn. Ghê không? Trùng hổ. Rồi tiếp tục cuộc hành trình cả nhà ơi. Cuốn câu cả nhà ơi. Vô mới cuốn được 3 cần mà bị mấy con chuột nó cắn hết 2 cần rồi cả nhà. Ở đây chuột quá trời luôn, cứ nó cắn đứt ngang rồi thì nó lôi đi mất tiêu luôn. Rồi nếu mà sáng hôm nay mà đi cuốn có dính ếch thì mình mở là mình sẽ quay tiếp tục cho cả nhà xem nha. Cả nhà ơi, bầu bên kia mình thấy có một con nó nhảy lon ton rồi anh em ơi. Nè, này là thành quả hồi tối nha cả nhà. Giờ sang qua cái lồng bự. Có mấy con nó hơi yếu, mình sợ đã sáng nó chết thôi. Mình làm thịt bỏ tủ lạnh luôn rồi. Nó còn nhiêu nè. Mấy con chó này ồn ào quá. Trời ơi. Ông nội ơi, con ếch nè. Trời ơi. Nè, thấy con ếch chưa nè. Ừ. Ếch cụ không à. Sáng sớm còn bụi xương nhiều quá. Con này nó nuốt hơi bị dữ đó. Nuốt tuốt ở trong luôn. Yeah.
nhốt chị xong mà gỡ được đây anh em. Quá trời cứng ngay. Cứng ngắc luôn cả nhà ơi. Nuốt sâu quá. Hết trọng nữa. Rồi. Kéo đứt lưỡi câu luôn cả nhà. Anh em thấy cái lưỡi câu mà mình tớ mạnh cỡ nào đâu mà mình gỡ nó, mình kéo mà giục cái lưỡi câu luôn là anh em biết rồi. Kéo nó dùng mở nó là phải dùng hết sức lực luôn đó, còn không ra. Ôi nó cứng cả nhà ơi. Này phải gỡ ra để nó sót lưỡi câu không đây. Đó. Kéo rứt lưỡi câu luôn. Ôi. Kinh khủng luôn em, hết nè. Vô. Được con rồi đó. Rồi tiếp tục cuộc hành trình nha cả nhà. Đây. Quay cho anh em coi cảnh này nữa nha. Nó. Thấy chưa anh em? Con hàng khủng rồi. Trời lòi trời nè. Nó. Hồi tối là làm hết 2 con rồi đó. Đây. Vô đây em ơi. Trời ơi nó bự lên luôn. Đường nào mà xảy nổi. Sao nổi lên nổi. Xảy. Cứ cả luôn. Chuột nó cắn quá trời. Khá quá, chuột khá quá. Cũng khá cũng ngon. Cái còn cần nào là cần nó dính. Nó xảy vậy là vô lý nè. Dạ. Không xảy thôi. Dính chắc rồi đó. Tao ơi. Rồi tiếp tục nè cả nhà. Để mình quấn lưỡi câu lên cái. Đi gần tới ta nghe nó. Đó đúng rồi. Ta nghe nó mà làm đùng 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 vậy. Sư phụ là đúng rồi nó đó phải không sư phụ? Ừ. Lần nào đi vô đây thăm bãi sóc nó cũng... lần nào đi vô đây thăm bãi sóc nó cũng nhảy tum 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 đó không? Ừ. Không phải con này. Không phải con này nữa. Không phải. Còn kia bự hơn. Bự hơn nữa hả? Bự hơn. Không phải con này. Nói với sư phụ rồi. Sau đêm nay là ngày lên đi vô đây sẽ không còn nghe nó nhảy nữa. Em thấy chưa? Con này. Đó đó. Mà còn chưa bằng thấy mình thấy cái con kia lớn nha. Anh em thấy sướng chưa? À, con này không lấy trời luôn. Lòng nè. Đó, tôi khoái quay cho anh em coi hoài. Thôi để mình bắt con này cái cả nhà cho này nước không à. Cầm cầm cái máy quay họ lọt cái tủm xuống nước rồi chia tay luôn. Cả nhà ơi, nó xuống. Cái cần này là hồi cái lúc tối là hai thầy trò mình đi thăm là nó mà dính rồi nè cả nhà. Giờ vô nó dính thêm một con nữa nè. Trời ơi. Hồi đó dính gầu giờ dính nữa. Anh em thấy ghê chưa? Chỗ dính 2 con. Nguyên cái ao bờ ở đây nè cả nhà. Là dính liền cần luôn. Mà nãy giờ là mình không có quay. Nãy giờ mình không có quay. Tại vì thấy nó nhiều quá trời. Mà có cái cần này là đêm hôm nó dính gầu giờ này nó dính nữa. Vì là mình quay chơi. Ôi ôi. Cục mồi này là bắt được 2 con nào mà vẫn còn mồi nghe anh em. Cắm cái mồi lương này ác chiến thiệt. Còn cục mồi yên nguyên. Trời ơi nó cứng. Rồi. Giữa sạch sẽ. Ôi ôi cái lần này.
như ếch nuôi vậy cả nhà ơi. Chỗ này là dính hai con rồi đó. Rồi có đường thọc luôn. Còn bên đây hai cần cuối cùng nha cả nhà. Cần này là họ tối dính con chứ phụ ơi. Kìa nhìn kìa. Rồi. Cần này là họ tối dính một con rồi nha cả nhà. Bây giờ một con. Vậy là dính thêm con nữa, còn đầu trên cần nữa. Ui cha. Cái ao này vậy mà còn nhiều ha. Ừ. Mình không có hai cần nữa, ha. Hai cần. Mà cái cần này là dính được hai con nè. Đầu hôm con và lại con nữa nè. Đó, nghe thấy chưa? Như nó vàng như ngợi á. Ôi, dính kiểu này xảy đường nào được nữa. Vậy là cái ao bên kia phải có. Dạ. Bên kia nhà ở Liên Điển Điển giống vậy luôn nè. Liên Điển. Dính quá chắc. Dính này xảy sao được không xảy. Hồi sáng xảy được xảy hết một con. Ừ. Nó kéo giục lưỡi với một con kéo đứt dây cả nhà. Chứ không thôi dính dữ lắm luôn. Con này nó móc. Móc cái hàm trên vậy nó cứng. Mày không? Cứng dữ lắm. Mở hơi lâu nha này, thông cảm nha. Giờ muốn tắt máy cũng không có tay đâu tắt. Giờ này. Trời ơi. Da được. Da yeah, luôn. Đó. Móc vô cái bao tử làm gì mà sao không xảy được nữa. Quấn khừ luôn rồi sư phụ ơi. Da yeah, luôn đi. Trời ơi. Đây. Đây nè anh em ơi, thành quả nè. Nhiệt kìa. Thành quả nè. Khỏi đi chú ơi. Giờ ừ. Xử lý luôn. Nhét cái bộ tử vô. Nhét cái bộ tử vô đi. Ôi. Có 40 mấy cần nữa nha anh em. 50 mấy gần 60 cần mà bị chuột nó cắn hết bà nó. Hơn chục cần rồi. Mà nó dính nè. Trời ơi. Không có con nào nhỏ luôn á sư phụ. Được. Đó. Nè. Trời ơi. Trời. Nặng lắm á sư phụ. Cái gì nữa. Trời ơi. Quá nặng luôn. Cong cây luôn rồi. Yeah. Cong cây sắt luôn rồi. Ôi. Ai. Rồi lên đường cho phụ ơi. Còn một cần cuối cùng nha anh em, để mở quay cho anh em luôn. Đây còn cần cuối cùng rồi cả nhà ơi. Mình sẽ quay từ ngoài vô cho mọi người xem cần cuối. Hy vọng cần này dính được con đó nha. Ui. Đây đá không à. Khó đi quá. Sao im rung rồi ta. Trời ơi sư phụ ơi. Dính luôn rồi. Dính luôn rồi. Nó quấn vô đây gì thèn chứ không thấy nó nhảy ha anh em ơi, không ngờ nó dính cỡ đó luôn. Trời anh em thấy cầm cái bờ mồi ác chiến chưa, dì rắn mà nó kéo lại nó dính luôn rồi, nó nọc canh nó quy rắn. Ôi, nắng lên luôn rồi, gỡ ếch quá trời luôn. Còn nữa. Khu này còn. Cục mồi đánh dòng qua kia. Sạch công sạch luôn rồi. Tại năm ngoái bắt ở đây nhiều quá trời, tính là tính hết rồi. Hết rồi. Làm sao hết được ở đâu chỗ khác nó chế mà. Khoan xoay xoay xoay. Rồi, chạy vô. Đó. Trời ơi, ngon quá.